Hello anh em, chào anh em quay trở lại kênh của mình nha. Thì ngày hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần rồi anh em ơi. Thì chúng ta cũng sẽ có một cái code chung đầu tuần anh em ha. Thì đầu tuần cũng chúc anh em một ngày đầu tuần thật vui vẻ nha anh em. Một ngày thứ hai thật vui vẻ ha. Rồi ngày hôm nay cái chủ đề thì anh em đọc tiêu đề thì em cũng biết rồi anh em. Ngày hôm nay chúng ta sẽ là khắc chế lại dùng tim âm dương khắc chế lại tim thường thử coi là như thế nào luôn nha anh em. Thì hiện giờ cái tình trạng meta bây giờ là tim thường khá là nhiều anh em nên là hiện nay thì anh em đang cầm tim âm dương á thì khá là khó có thể địch lại được tim thường anh em, bởi cái khả năng trừ nộ của nó lên đến 100 100 nộ anh em ha. Nhưng mà khi mà có cá Kisame nữa thì nó sẽ lên đến là 135 nộ anh em. Thì ngày hôm nay chúng ta không có tính con cá Kisame. Mình thấy rất là ít ông nào mà gắn tim thường mà gắn cá Kisame lắm anh em. Bởi vì sao? Bởi vì cái slot hệ thủy á thì ưu tiên gắn cái con đào 4 rồi. Nếu mà gắn con cá Kisame nữa thì tim thường đâu có hồi sinh đâu anh em. Đó, nên là họ không có gắn Kisame nữa. Nhưng mà nếu mà không gắn Kisame đó thì tim thường đó anh em nó trừ có 100 nộ thôi. Đó thì cái điều kiện để mà chúng ta khắc chế lại cái tim thường á nó cũng khá đơn giản, chỉ nhờ một món bảo vật thôi anh em ơi. Rồi, không có nhiều nữa anh em. Bây giờ chúng ta sẽ cùng ra ăn cái cốt chung trước đã anh em ha. Cốt chung đợt này á thì anh em nhập cho mình cái nội dung như sau đây anh em. Đó, cốt chung ha. Đó là G7KIECQU3A1FG. Đây là cốt chung nha anh em. Anh em nhập cho mình cốt chung đầu tuần ngày hôm nay nha. Thì nó sẽ có nội dung nó sẽ có quà, đó là đây nè, 10 cụ đặc biệt. Trời ơi hiếm lắm mới cho 10 cụ đặc biệt đó anh em. Ngon nghẻ chưa? Rồi, anh em thấy mình đang có một lẫm được một cái cốt đó là đại lễ hùng dương nè anh em. Đây được thêm 10 cụ đặc biệt nữa nè. Ngày hôm nay mình sẽ share cho anh em ba cái cốt riêng. Ông nào nhanh tay thì nhận được nha anh em. Đây là cốt riêng nha mấy ông chứ không phải là cốt chung đâu. Nên là cốt này đến từ bạn là Vương Đình Huy nha anh em. Bạn gửi qua Zalo cho mình. Nói chung là dạo gần đây mình không có gom cốt lại bởi vì anh em chơi sự kiện web hơi ít á. Rồi, ba cốt riêng nha anh em, ba cốt riêng đợt này. Ông nào nhanh tay thì nhận được, ông nào mà nhập chậm thì sẽ ghi là đã được sử dụng nha anh em. Đó, đây anh em có thể nhập nội dung này cho mình luôn nha. Rồi, ok, đó là ba cái cốt riêng dành cho anh em. Rồi ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng quay lại cái meta hiện giờ đi. Thì hiện giờ anh em cũng đã biết meta hệ thường đang quay lại với cái sức mạnh khá là ghê gớm nhờ cái vụ là trừ nộ được các thứ anh em. Thì team âm dương đang bị lép vế anh em ơi. Nhưng mà team âm dương mạnh á là nhờ đâu anh em? Mạnh á là nhờ Itachi xuyên được bất tử. Xuyên được bất tử anh em ha, cắm hồi sinh. Rồi Kirby bác quỷ thì có thể gây được một cái lượng đam cực kỳ to. Shizune thì bảo kê team rất là tốt anh em. Nhưng mà nếu mà team hệ thường á nó trừ 100 nộ anh em, con Shizune nếu mà gắn bảo vật nộ cỡ 50 nộ thôi thì nó sẽ bị trừ chỉ còn có 50 nộ thôi anh em. Thì không có đủ nộ để mà búp khiên được cho team âm dương. Đó nên là team âm dương sẽ bị team thường xếp đao khá là sớm. Đó thì khắc phục cái tình trạng đó, một á thì ngày hôm qua mình có nói cho anh em biết một cái mẹo rồi đó. Một á là anh em gắn cho con kia Shizune cái ấn của làng đây anh em, cái ấn của làng đâu rồi ta, đây ấn làng nghệ nhân đó anh em. Đó nó sẽ có 100 nộ thì nó sẽ bù lại cái số nộ đó bị trừ của Shizune đó. Nhưng mà khi mà gắn cái ấn làng nghệ nhân này á thì con Shizune nó sẽ bị thọt tóc anh em, thọt tóc. Nên là đợi con Shizune nó nộ thì chắc là team chúng ta là tèo rồi nên là khá là khó anh em nha. Nói chung là được cái này mất cái kia thôi anh em. Còn nếu mà anh em muốn cho con Shizune có mấy cái bảo vật có tăng tốc rồi đó đúng không? Thì anh em phải gắn cho nó cái bảo vật có 100 nộ trở lên. Đó, từ đại kình đao trở lên anh em ơi. May mắn là mình cũng có một cái đại kình đao. Đó, có 100 nộ ha. Thường á, thì anh em đang săn được cái heo ton của bên hệ hỗ trợ đó anh em. Thì nó vừa có tóc, nó có hình như là hai dòng tóc. Nhưng mà chủ yếu á, là nó cộng tới 150 nộ lận anh em. Đó nên là bây giờ thôi lỡ là lấy cái đại kình đao vô test cho anh em xem luôn nha, để thử coi là cái khả năng trừ nộ của team thường á nó như thế nào, có ảnh hưởng có hay không nha anh em. Chúng ta sẽ vực trước đó thì đã vực dậy team thường thành công rồi, bây giờ chúng ta sẽ vực dậy team hệ âm dương nha anh em, để cho hai bên là có cái sự là cân bằng với nhau cho nó vui ở cái meta hiện tại ha. Rồi thì như anh em cũng đã thấy team thường của mình á, ở team âm dương của mình á hiện giờ thì mình sẽ gắn thêm một con đào vô để con đào này nó có cái khả năng búp hồi sinh cho team đó anh em. Rồi team ở bên phải của chúng ta đó thì full luôn nha anh em, full team hệ thường luôn nha. Đó thì ở bên team bên trái và team bên phải thì cả hai
cả hai cái team này đã khá là khác nhau rồi. Đó, thì con Shizune mình có gắn cái đại kình đao. Thì khi mà bị trừ nổ á, Shizune có chơi game được hay không, chúng ta cùng chờ xem. Đây, Shizune mình là đang 200 nổ này đó. Bị trừ một phát là còn 100 nổ. Thì nếu mà trừ 100 nổ như thế này vẫn sẽ búp khiên được nha anh em. Đây là bem với đội hình của ông Rách, ông Red nha. Bem với hình của ông Red. Anh em coi thử coi như thế nào. Ô, sao lại đánh thường? À, có búp khiên rồi. Shizune có búp khiên rồi nha anh em. À, vừa có Shizune búp khiên, vừa có con đào búp hồi sinh anh em. Anh em có thể không nhất thiết anh em phải chơi là 6 âm dương. Đó, anh em thấy sức mạnh Itachi chưa? Xuyên luôn cả ẩn thân luôn nha anh em. Meta âm dương là một cái gì đó rất là ghê, chứ không phải là đơn giản đâu anh em. Rất là ghê đấy. Ui da, đau quá vậy. Trời ơi, quỷ Dedara này nó trội, đau quá anh em ơi. Đó, thì con Shizune này nếu mà nó búp khiên được cho team của mình đó anh em, thì nó là một cái gì đó rất là khó chịu đấy anh em ơi. Không phải đơn giản đâu nha. Cha, bên kia con Dedara nó đang có bức tử anh em ơi, khó chịu chưa. Nè của mình nó... Trời ơi, thêm Hidan nữa anh em. Đó, đó là đối với lại những ông nào mà tướng ngang ngang với mình đó anh em. Còn mà đánh nó mà dạng như là trên lực chiến á, thì team hệ thường là cũng có khi là shut down được đó anh em. Nói chung là tóc bên nào cao thì bên đó win thôi anh em. Tóc bên nào cao bên đó win thôi. Trận hồi nãy thì hơi bị xu một tí, đánh lại nghe. Nói chung là có thể kháng được anh em chứ không phải không đâu. Có thể vực dậy được team âm dương mà mini ấy. Mini dạng như là chúng ta phải có đại kình đao trở lên nha. Hoặc là anh em phải có cái ấn, ứng là nghệ nhân 4 cái bộ đó bộ 4 mà anh em. Đó thì chúng ta mới gọi là có thể. Nói chung là phải làm sao cho con Shizune nó búp được cái khiên cho team thôi là ok rồi. Búp được cái khiên thôi là ổn lắm rồi anh em. Đó, anh em hiểu ý của mình không? Như vậy thôi là ok lắm rồi. Đó, Itachi một phát shut down được hai mục tiêu của team địch. Đây, thêm Kirby bác vĩ nộ được nữa nè. Sợ là sợ mỗi con Hida bên kia thôi anh em ơi. Dedara nữa, ui quả đó Dedara nộ cũng ok đấy, nhưng mà chưa có thấm thiết là cho team mình anh em ha. Cái quả phản đam này đau lắm nha anh em. Đội Dedara bên kia nó bất tử à. Thôi rồi, Hidan cũng có hồi sinh luôn nè. Hidan nó cũng có thêm một cái bất tử nữa kìa. Cả hai bên. Mà không sao, pha này Itachi lo được. Ôi Itachi mình đang bị choáng anh em ơi, xui rồi. Nếu mà team âm dương của anh em phải có Itachi mạnh mạnh một tí anh em ơi, mới shut down được cái tụi Hidan với lại con Dedara. Đó, win rồi nè anh em thấy không? Rất là dễ. Anh em phải làm sao á cho con Shizune nó nộ được thôi. Biết rằng gắn những cái bảo vật khác hệ của nó đó thì nó tóc của nó lọ lắm anh em. Tóc nó chỉ có, nếu mà ông nào có Shizune xịn á hoặc là team âm dương xịn á, chỉ việc build thêm một cái bảo vật có 100 nộ trở lên cho con Shizune thôi, còn mấy con khác khỏi cũng được, thì nó sẽ mang lại cái kết quả y chang như cũ hồi xưa. À, anh em thấy không? Ông Red này thì nói chung là có, đây em thêm trận nữa đi anh em. Ổng chơi team hệ thường, nói chung là ổng hơn mình rất là nhiều anh em. Kirby đồ các thứ, Itachi đồ cũng có, Shizune đồ cũng có, rất là mạnh luôn anh em. Nói chung là cũng 1-9-1-10 đấy. Đó nên là test với ổng thì nó ngang hơn anh em. Test với ổng thì nó ngang trình hơn. Được cái Itachi của mình đó anh em, của team hệ âm dương á, thì nó sẽ có được búp né cho team nữa anh em, rất là tốt ha. Team âm dương thì cái sức mạnh của nó thì anh em không thể nào mà bàn cãi rồi đúng không? Quả này nè, trời ok ghê chưa nè anh em. À, trời mà hẹo được cụ Tam bên kia là coi như là có thể đánh trúng được những cái mục tiêu nào mà có cái ẩn thân anh em ha. Itachi nó cũng nổ trúng xuyên ẩn thân đó anh em. Búp. Đấy, úi giời. Không suy nghĩ là mấy pha đó ha. Đây, sợ mỗi Hidan thôi, nhưng mà Hidan thì có Itachi được các thứ trị rồi, nói chung là cũng ổn anh em, cũng ổn một tí. Đó, mỗi team đều có một cái sức mạnh riêng. Nhưng mà trên cơ đó, trên cơ trên đồ á, thì chúng ta vẫn sẽ gọi là nhắm đến cái team hệ âm dương nha anh em. Đâu rồi, rồi thôi xong rồi, trận này hơi mệt rồi, trận này hơi mệt rồi, nói chung là hên xui anh em, hên xui. Nhưng mà cũng có tỷ lệ win chứ không phải không anh em. Con Dedara này nó quái vật quá, Itachi mình còn hơi yếu quá anh em. Bởi vì nó mới có E4 à, chưa được E5, chưa có tiên thuật nữa. Đó, nên là một vài cái trường hợp là không có shut down được một vài cái mục tiêu quan trọng của team địch. Đó, nên là đưa ra cái kết quả trận đấu thì không có mong muốn. Đó, cái này là áp dụng với lại những ông nào mà có cái team âm dương là được trở lên nha anh em. Shizune đồ với lại Itachi, Kirby đồ các thứ là có tiên thuật á.
Đó thì chúng ta áp dụng cái trường hợp như thế này. Còn anh em mà nạp tầm trung hoặc là cày chay á thì anh em có thể chơi tim thường được anh em. Chơi tim thường được chứ không phải không đâu. Kèo này mình có thể bỏ đào ra mình gắn thêm một con âm dương nữa để lấy cái hồi sinh cho tim cũng ngon anh em, không sao cả ha. Nhưng mà để mình test thử coi là con đào đi với lại tim âm dương á nó ổn hay không nữa. Đó chúng ta mới đưa ra cái quyết định được anh em ha. Đó anh em thấy không? Khiên của Shizune rất là dày. Đây ra nó khiên của Shizune của mình anh em nó được thôi là chúng ta chơi game ổn rồi. Ui da. Hồi sinh kìa anh em may quá. Có cái quả hồi sinh của con đào ngon ghê anh em ơi. Đó Shizune búp hai khiên cho tim. Đó bây giờ khiên của mình là rất là dày rồi anh em nha, rất là dày rồi đấy. Nè Itachi. Đấy, Hidan nè, bất tử nè, đó sức mạnh của Itachi đó anh em. Itachi cái meta bây giờ là một con quái vật đấy, bởi vì sao anh em? Nó không có tuân thủ theo meta. Cứ ai mà dính nộ của nó là kể cả bất tử hay là có hồi sinh hay gì đó là nó đều là xích đao hết anh em. Nên là lỡ nạp lỡ lấy Itachi rồi thì chắc là phải chơi thôi. Đó, ok cho anh em bem Nại Hà. Ui Nại Hà tim full âm dương à. Nại Hà tim full âm dương cho anh em nhưng mà tóc ổng cao quá, không có xếp đao được anh em ơi. Ủa, âm dương bem với âm dương anh em. Ôi bên kia có cả bên kia có cả con đào E5 luôn, what the. Nà ní luôn anh em ơi. Ủa, mình nhớ ạ, ổng đâu có đào đâu ta, sao tự nhiên giờ lòi ra con đào ta, không lẽ trước đó cũng đã là bơm con đào rồi nhờ. Hoài anh em thấy không, tim âm dương nếu mà nó tóc cao hơn tim thường của anh em sớt đào quá khỏe luôn á. Ghê quá, ghê quá, ghê quá. Đây trả nộ lại đây, may mà bên mình còn con đào để mà hồi sinh đó anh em, chứ không là mệt mỏi pha này rồi. Rồi na trả đòn lại ok ghê chưa kìa, nhưng mà bên kia đang có cái khiên của Shizune nha. Shizune bên mình chưa được nộ nữa, ok được nộ rồi. Hay chà, hổn á. Đó nhưng mà team âm dương nếu mà như vậy là cũng gọi là ok la lắm rồi đó anh em. Khiên nè, ai chà Shizune. Đây tới lượt Kirui bên mình. Khiên nè, ôi Shizune luôn. Rồi thôi xong rồi, Kirui bên kia nó nộ được rồi. Gãy hết 3 mục tiêu ở đằng sau. À đừng có thấy khiên Shizune mà ấy là đừng tưởng bở nha anh em. Nếu mà gặp team thường á mà họ gắn được Kirby vô anh em, thường team thường thì họ sẽ gắn một con âm dương một á là có ba sự lựa chọn, đó là Itachi, Kirby hoặc là Shizune. À, có một vài trường hợp anh em gắn mấy con khác nữa anh em thì sợ nhất á là con Kirby thôi. Trời ơi, ôi kinh khủng quá. Cố lên, trận này không biết có lật kèo được hay không đây. Trời bên kia nó bất tử toàn team rồi anh em ơi, không có Itachi thì làm sao mà win được pha này đây. Bên kia có đào luôn hả ta? Mình có bem nhầm người không ta? Mình nhớ là ổng đâu có đào đâu anh em nhờ. Hình như là có nhưng mà mới lên E5 đây thôi anh em. Trời ơi, đầu tư luôn con đào luôn. Đúng là nhà có điều kiện anh em ơi, ghê quá. Kèo này kéo được tới vòng 3 hả? Thì mình vẫn chưa thua đâu nha anh em, chưa thua đâu nha. Mới có ngáp ngáp thôi. Pha này gãy nè. Ui ui. Rồi soi xong rồi đó anh em. Rất là mạnh đấy anh em, team âm dương đây vẫn còn rất là ok đấy. Nếu mà anh em khắc phục cái trường hợp bị trừ nộ á anh em. Khắc phục cái trường hợp bị trừ nộ á thì chúng ta có thể chơi được anh em ha, chơi được đấy. Đây, team thường đồ các thứ nè. Kẻ độc hành đúng không? Này cũng mạnh nè, build nguyên một team thường. À, test thử coi là bên kia có con Kirby á thì Shizune bên mình có ảnh hưởng hay không anh em ha, coi thử nha. Sợ nhất là cái team như thế này nè. Nhưng mà team mình thì đó, có bị trừ nộ luôn nhưng mà Shizune là có cái đại kình đao rồi, đâu có sợ anh em. Cụ nhất Edo thì cái tình trạng bị trừ nộ thì tóc nó phải cao hơn cụ Tam mới không bị trừ nộ ha. Cái này thì ngày hôm qua mình có nói rồi. Rồi cái thứ hai nữa là con Na đó thì cái nộ của nó sẵn á là nó đã dày lắm rồi, nộ của nó là nhiều quá nên là nó có thể nộ được ngay từ cái pha đầu. Còn Shizune chúng ta phải bỏ một cái bảo vật nộ 100 trở lên thì chúng ta mới khắc phục cái tình trạng bị trừ nộ anh em nha của team hệ thường.
Đó, nên là âm dương thì vẫn là một cái team khá là tối ưu và mạnh nha anh em. Để mà anh em nào mà đang có ý định là đầu tư thì có thể tham gia chơi được team âm dương nha anh em, chứ không phải không đâu. Bây giờ anh em chuẩn bị ra một con ninja mới nữa. Con này chắc chắn là hệ thường nữa rồi anh em nhờ. Thì thử coi coi là bây giờ hệ âm dương á thì nó ra rất là ít, nhưng mà ra con nào là chất lượng con đó. Đó, còn tướng hệ thường thì có con xịt con không anh em. Đó, nên là cái tình trạng này thì chúng ta để coi coi như thế nào anh em nha. Coi coi là cái con ninja mới đợt này là nó như thế nào chúng ta mới quyết định được. Ây chà, ở bên kia có cả là cụ nhị nữa hả. Bên kia nếu mà đầu tư được thêm một con đào nữa thì ngon anh em. Rồi để Itachi lo cái vụ này nha. Ôi ôi, Shizune búp phê cái chưa kìa. Cụ nhị nè, ô cụ nhị còn sống á, Hidan hẹo à. Kèo này cụ nhị sao mà win được. Đó, bạn kẻ đồng hành này build cái team hệ thường ok ghê á anh em. Đây có ông Mazda nè, ông build team hệ thường nè. Đây là cái tình trạng team hệ thường. Nếu mà team âm dương của anh em á tóc nó thua cả team hệ thường nữa thì tỷ lệ win của anh em nó cũng thấp lắm anh em. Nói chung là đồ của chúng ta phải hơn á thì may ra. Đây Shizune bên kia tóc cao thôi rồi. Bên kia là chắc mát tiên thuật rồi. Đó, bên này thì họ chơi C chứ không họ không có chơi con Kilobi nha anh em, họ chơi C. Đó, tóc cao ghê chưa. Rồi, búp được khiên rồi, không biết là win nổi trận này hay không, để chúng ta cùng chờ xem. Con đào này nó độ chúng ta cảm giác như nó là lỏ sao anh em nhờ. Nên mình nghĩ anh em có thể build cho nó đường. Ôi ôi, con Dendera kìa. Anh em thấy chưa, Dendera nổ mạnh lắm nha anh em. Si anh em mà chưa có tiên mát á, nó búp cái khiên nói chung là mỏng lắm anh em, không có dày. Nên là chúng ta cần, nếu mà đi team âm dương chúng ta phải cần là con nào cũng phải mạnh. Itachi, Shizune, Kilobi bác quỷ, con nào cũng phải mạnh để mà còn gánh team anh em. Đó anh em cái tình trạng không, thấy không, con Dendera của team thường á, nó nổ đau lắm. Đó, nó nổ một phát rồi coi như bể khiên Shizune liền. Nếu mà bể khiên Shizune nó mỏng quá bể như vậy thì ảnh hưởng team rất là nhiều anh em nha. Nhưng mà mình với lại chưa kể cái tình trạng mà con Dendera nó có thể cắm team là hồi sinh nữa anh em, nhờ cái bơm nhện. Hẹo bởi cái bơm nhện là không thể nào hồi sinh. Đó là sức mạnh của Dendera kết hợp với lại team thường anh em. Nói chung là Dendera này là một con tướng khá là mạnh anh em, nó chưa bao giờ yếu cả. Bị cái là nó không thích hợp đi với lại team âm dương thôi đó. Đó, còn bây giờ mà ra thêm cụ Tam Edo rồi các thứ rồi, team hệ thường thì nói chung là cực mạnh anh em, nhưng mà team âm dương thì là một cái gì đó rất là ghê nha. Này Mazda này thì nói gì nữa rồi anh em thấy không? Con Dendera bên kia tệ lắm rồi, là phải 6-7 củ công, 6-7 triệu công anh em. Ghê lắm nha. Còn Khánh Ly, Khánh Ly vẫn đang sử dụng cái team hệ ủa sao Kilobi mới có E4 vậy? Team hệ âm dương, đây team thường nữa nè anh em, Shizune đúng không? Wow. Mình thấy có sự xuất hiện của sạc Akatsuki. Ok, em thử team thường nha. Đó, ngày hôm nay sẽ vực dậy team âm dương nha anh em. Nói chung vực dậy cũng dễ lắm. Nhờ có đại kình đao cho lên là vực dậy được à. Tội nghiệp Kilobi không? Chứ sạch nộ luôn kìa. Con đào đi với lại âm dương á, anh em phải có tóc cao một tí. Bởi vì nếu mà tóc anh em mà nó lỏ quá là con đào team của chúng ta là không có cái khiên để mà bảo kê con đào. Con đào nó sẽ là một gánh nặng luôn á anh em, khó chịu lắm. Ây chá, ôi Phong Dung đi team thường mạnh quá anh em ơi. Team thường mạnh quá. Đó là cái tình trạng hiện giờ của cái meta nha anh em. Anh em phải có một cái team âm dương mạnh ơi là mạnh thì may ra chúng ta mới xếp đao được, giống y chang như là team của ông Nại Hà vậy đó. Nó là đẹp, còn mà âm dương cỡ như mình thì thôi. Chắc chỉ qua team thường chơi quá anh em ơi. Rồi, quên vô nhận hai cái code anh em ha. Anh em nào nhập code được thì hãy comment bên dưới nha anh em. Rồi, tuần này thì nói chung là còn vài hôm nữa thôi là sẽ kết thúc tuần rồi á. Ông nào mà chưa chơi cái đại tiệc những giả đâu cái thứ thì anh em có thể kiếm thêm mà là nón những giả để anh em kiếm bảo vật trong này ha. Nói chung là bên này nó cũng khá là chua anh em chứ không phải đơn giản đâu. Đó, ông nào có điều kiện có thể chơi. Rồi ok anh em ơi, đó là video ngày hôm nay. Anh em thấy hay hãy cho like dõi kênh anh em. Ngày mai có những gì mới không mình sẽ quay đồ tiếp cho anh em xem. Ok, cảm ơn nhiều nha.